di chuyển hai que diêm để tạo thành con số nhỏ nhất. Số nhỏ nhất là số 38. Hãy giải câu đố này. Con gấu thì bằng 2, con cua bằng 6. Vậy con gấu cộng con cua thì sẽ bằng 8. Nhưng mà con cua này úp ngược xuống, có nghĩa là số 6 sẽ úp ngược xuống là số 9, là đáp án là 11. Một ký cá và tôm giá 125 đô la. Tôm thì giá hơn cá 47 đô. Vậy cá có giá là bao nhiêu? Con cá thì có giá là 39 đô. Còn con tôm thì có giá là 39 cộng 47 thì sẽ bằng 86. Giá của con tôm là 86 đô la. Nó sẽ hơn con cá là 47 đô. Nếu 4 con gà đẻ 4 quả trứng trong 4 ngày, vậy cần bao nhiêu con gà để đẻ 75 quả trứng trong 100 ngày? 4 con gà thì đẻ 4 quả trứng trong vòng 4 ngày. Vậy thì vẫn là 4 con gà này trong vòng 100 ngày nó sẽ đẻ 100 quả trứng. Nhưng mà chúng ta cần 75 quả trứng. Thì trừ bớt đi một con gà là chúng ta sẽ có 3 con gà. Chỉ cần 3 con gà thôi là đẻ được 75 quả trứng trong vòng 100 ngày. Hình nào có nhiều cạnh nhất? Hình có nhiều cạnh nhất là hình tròn.